Bây giờ là trận tung đài thứ hai ở lô đài Mirazi thì 98 giữa tay vợt tung đài Hồ Hoàng Hải Hưng và đài chủ là Phạm Đức Huy. Trận này thì đài chủ Phạm Đức Huy sử dụng mặt thẻ gai để tấn công ở bên trái. Còn Hồ Hoàng Hải Hưng còn có một tên là Hưng Rambo, tức là có những cái đòn đánh rất là mạnh như Rambo. Ta hãy xem. Mở đầu khá là áp đảo cho đại chủ Phạm Đức Huy. Tỷ số bây giờ đang là 6-1. Một bảy. Một tám. Chín một. Mười một. Và 11-1. Hay quá. Set 1 đã kết thúc khá là dễ dàng. Duy trì nhá. Cố lên.